Rồi, em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang đứng trên đường 306. Hôm nay chúng ta sẽ đi một vòng đường Trần Quý Cáp cho đến chợ Bàn Cờ. Hẻm 306 hẻm 306 Võ Văn Tần. Ngày xưa tên là Trần Quý Cáp. Em sẽ đi một vòng một cái đường Trần Quý Cáp rồi đi đến đường Cao Thắng vô cái hẻm cocktail á, hẻm rồi thẳng qua kia là hẻm Sida của chợ Bàn Cờ. Cập nhật số hình ảnh về Sài Gòn cho cô chú anh chị các bạn xem để gợi nhớ qua nhà nha. Đó, theo hướng này thì mình thẳng tới đường Cao Thắng. Thì đường Võ Văn Tần này thì nổi tiếng có cái quán nổi tiếng là quán bán đồ nướng, nên là chuối nướng. Chuối nướng rồi thì nổi tiếng là món chuối nướng thôi, giờ đó bán chuối nướng là nhiều lắm. Ngoài ra thì cũng có chuối cảo Tân Tùng Lợi rồi chuối nướng Nam Giang, chuối nướng Điếm Múa, chuối nướng Hồng Phát, vang danh mấy chục năm ở Sài Gòn. Trong đó hủ tiếu Hồng Phát thì cũng đã có review trong mấy clip trước cho mọi người xem. Hủ tiếu Hồng Phát là bên tay trái mình này, rất là lâu đời, ở số 391 Võ Văn Tần. Vừa qua là bên tay phải mình có chỗ bán chuối nướng. Chuối nếp nướng Võ Văn Tần. Cuối đường là ngã ba đường Cao Thắng. Nếu rẽ trái thì đi về bệnh viện Từ Dũ, rẽ phải thì mình đi thẳng ra hướng 3 tháng 2 Kỳ Hòa đó. Hồi xưa có chợ đêm Kỳ Hòa đó, là mình đi thẳng luôn. Đi đến cái hẻm cocktail. Đầu hẻm thì có bánh mì Hòa Mã nổi tiếng 60 năm nay ở Sài Gòn. Nó bán buổi sáng thôi. Rất là đông buổi sáng. Khách du lịch cũng rất là nhiều. Khi đến Sài Gòn cũng là một nơi mà đầy đủ những cái món mọi miền đất nước. Đây là ngã tư Cao Thắng và Nguyễn Đình Chiểu. Có bánh mì rồi, bún riêu rồi,
Sida, bán túi sách giày dép Sida không? Hẻm số 51. Này có một quán bán phở phở chua rất là ngon và lạ nữa, để cái gì mình không làm cái gì review cho mọi người xem nha. Hai mười hai
cờ buổi chiều cho cô chú chị bạn xem. Đi thẳng ra là vô chung cư Nguyễn Thiện Thuật á.